Vụ nổ này là từ một cuộc tấn công của Nga vào thành phố Zaporizhia của Ukraine vào hôm 5 tháng 4. Theo thống đốc khu vực, Nga đã bắn 5 tên lửa trong hai cuộc tấn công riêng biệt cách nhau khoảng 40 phút, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và làm hư hại một số tòa nhà dân cư cũng như một cơ sở công nghiệp. 13 người bị thương, trong đó có một cậu bé và hai nhà báo. 4 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nga không có bình luận về cáo buộc nhưng luôn khẳng định không tấn công mục tiêu dân sự. Lực lượng không quân Ukraine đã đưa ra cảnh báo tấn công tên lửa đạn đạo đối với vùng Zaporizhia mà Nga đang kiểm soát một phần. Moscow gần đây đã tăng cường sử dụng các loại vũ khí khó bị đánh chặn hơn. Trước đó, quan chức Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm ở phía tây nam thành phố và hiện do quân đội Nga kiểm soát. Tuyên bố này chưa được xác minh. Tại khu vực Donetsk ở phía đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát khu định cư Vodian. Hãng tin Reuters nói không thể xác minh độc lập tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Nga cũng cho biết quân đội nước này đã tiếp vào thị trấn Chasivya ở gần Bakhmut. Quân đội Ukraine thừa nhận tình hình chiến trường gần Chasivya rất căng thẳng, nhưng không thừa nhận những biết tính của Nga trong thị trấn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.